Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với BHT Channel. Thì hôm nay mình sẽ review về con Fantasy 11, đó là Tsubasa. Thì mời các bạn cùng theo dõi với mình nha. Thì về kỹ năng thì thẻ của Fantasy Tsubasa thì hao tổn 200 mana và 150 nộ và hồi lại 150 nộ. Chọn kỹ năng chủ động hoặc kéo kim cương để kích hoạt kỹ năng bị động. Các bạn có thể kéo kim cương và để ra kỹ năng cũng được. Thì kỹ năng chủ động gồm chốt bóng, lá vàng rơi, ăn tất cả các viên kiếm và mana trên bàn để chắc thương kỹ năng cộng thêm 50% máu tối đa của đối thủ, thì hệ số kỹ năng là 100. Rồi số 2 là chút bóng cầu bồng, thì ăn tất cả các viên nhiễm phóng xạ trên bàn, số tích trữ phóng xạ của boss và gây chắc thương kỹ năng, thì hệ số kỹ năng là 100. Cũng như ở trên thì kỹ năng tiếp theo đó là đi chiêu volley, thì ba lượt sẽ kích hoạt một lần hay là dùng một lần gì đó, thì ăn tất cả các viên kiếm cộng mana ngộ trên bàn gây chắc thương kỹ năng cộng thêm 10% máu tối đa của đối thủ, đồng thời làm chón một lượt, hệ số kỹ năng 150. Để kỹ năng này hình như là ba lượt sẽ, nó sẽ kích hoạt một lần rồi. Rồi kỹ năng bị động nè, giúp điểm, kéo kim cương kiếm và viên bất kỳ gây sát thương kỹ năng cộng thêm là 3% máu thì tối đa của đối thủ, thì kèm theo 25% cơ hội làm chón một lượt, hệ số kỹ năng 200 khá là cao. Đặt bóng, đạt bóng, kéo viên trưởng và viên bất kỳ gây sát thương kỹ năng kèm theo 40% cơ hội làm chăm lặng đối thủ trong một lượt, thì hệ số kỹ năng là 200 luôn. Rồi tiếp theo là chuyền bóng, kéo viên bất kỳ gây chắc thương kỹ năng, hệ số kỹ năng là 200. Tích điểm thủ lĩnh, một viên tiến hóa hoặc một viên hút ăn được sẽ tăng một điểm thủ lĩnh đó, thì mỗi điểm tăng 12.000 máu, đấu trường thì tăng 4.000 máu và 30 chắc thương tối đa là 100 điểm. Hiệu quả của điểm thủ lĩnh nè thì 10 điểm hồi 25% máu tối đa khi kỹ năng đấu trường, thì 10%, 30 điểm hồi 45% máu tối đa khi ra kỹ năng đấu trường, 20%, thì 75 điểm thì hồi 60% máu tối đa khi ra kỹ năng đấu trường là 30%. Rồi nội tại là kháng phản chắc thương, phản độc lực tâm và vết thương chí mạng, nội tại siêu tiến hóa 2 sao, kháng chón, đóng băng, trầm lặng, kích hoạt kỹ năng đi chiêu vô lê 4 sao để ít 2 tăng điểm thủ lĩnh, đó là nhân 2 điểm thủ lĩnh lên, bỏ được ăn thì nó sẽ nhân 2 lên, ăn giới hạn tối đa từ 100 lên 150 đó. Đó là cho lượt về Fantasy 11 Tsubasa đó, thì đó là cho lượt thôi. Còn bây giờ mình sẽ ra mình test thử boss test cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ chọn test nha, cộng bếp ở Nguyễn Văn Quang đi đó, cộng cái cộng bếp quá mua đó hỗ trợ nha đó. Một heo rồi cho chiến nha, tiến quá đầu tiên mình sẽ ăn liên tiến quá trước cái đã để có thể ra kỹ năng đó. Đây là điểm thủ lĩnh nè nha các bạn. Rồi mình sẽ kêu nè, đây là kỹ năng xuất bóng cầu bồng nè, thì nó sẽ xóa những viên phóng xạ trên bàn cũng như là xóa tích trữ phóng xạ để ngồi boss có không tích trữ phóng xạ, mình sẽ xóa cho bạn coi. Đó, có một điểm tích trữ phóng xạ đó. Rồi mình sử dụng kỹ năng tiếp nè, chút bóng cầu vòng nè, có phóng xạ mình dùng không kịp rồi, nó tự dùng rồi, để được sao dùng lại nha, sau khi các bạn nó tự động dùng kỹ năng đầu tiên. Và kỹ năng đầu tiên là chút bóng lá vàng rơi gì đó, sử dụng thẻ cả hả, rồi để sử dụng nha nè, nó sẽ có tới chữ bóng trà của con bắp đó. Nói chung là chơi con Fantasy này thì nó chỉ là xúc và xúc thôi, không có gì mới hết, không có gì đặc biệt cả đó. Mình sẽ sử dụng kỹ năng đầu tiên nha,
khá là đẹp. Nè, đây là kỹ năng của nó nè. Đẹp và mạnh luôn, cũng khá là mạnh đó. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng kỹ năng thứ hai để mình có tới chỗ phóng xạ của nó. Rồi mình sẽ sử dụng kỹ năng đầu tiên để gây sát thương. Kỹ năng đầu tiên thì nó trang cho cả cái viên kiếm và viên tiến hóa. Tiến hóa thì viên bút, viên mana, viên mana. Rồi mình sẽ sử dụng kỹ năng thứ hai để có tới chỗ phóng xạ của boss. Rồi tứ thế mình kêu thôi, không biết có ăn được không nè. Kỹ năng thứ hai thì mình thấy thì không có đam. Kỹ năng thứ nhất thì mình thấy có đam, kỹ đam khá là mạnh. Rồi boss đốc hơi luôn nha anh em. Rồi đó là phần test con Fantasy của mình, Fantasy 11.